Xin chào mọi người, lại là Mỹ Uyên đây. Chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. Nếu thấy video hay, hãy cho chúng tôi một like, share và subscribe. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Nổi lên từ vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, Bùi Tiến Dũng được người ta nhớ đến nhờ màn trình diễn tuyệt vời cùng những pha cản phá penalty xuất thần đưa U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu Á. Thế nhưng, chẳng ai có thể sống mãi bằng ảnh hậu quang quá khứ khi câu chuyện cổ tích Thường Châu năm ấy khép lại, cũng là lúc thủ môn quốc dân liên tục gây thất vọng bằng sai lầm nối tiếp sai lầm. Và sau đây, mời các fan của Mr. Zero cùng xem lại 4 lần Bùi Tiến Dũng mắc lầm đáng quên trong sự nghiệp. Chung kết Cúp Quốc gia 2018. Khi còn khoác áo FLC Thanh Hóa, được huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng tin tưởng trao cho suất bắt chính ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2018, Tiến Dũng đã quyết tâm thể hiện mình. Bởi không chỉ để đội bóng của anh giành chức vô địch mà còn ghi điểm với huấn luyện viên Park Hang-seo trước ngày lên tuyển hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Tuy nhiên, thủ thành sinh năm 1997 đã có một trận đấu thảm họa thật sự, những sai lầm ngớ ngẩn. Phút 16, Bùi Tiến Dũng phán đoán không tốt để quả tạt bóng của Tô Văn Vũ bên cánh phải đi thẳng vào lưới, mang về bàn mở tỷ số cho BKMS Bình Dương. Đây không phải là tình huống quá khó, nếu xử lý gọn gàng hơn, Dũng hoàn toàn có thể giải nguy thành công. Sang hiệp 2, khi đội bóng xứ Thanh đang vùng lên mạnh mẽ tìm bàn gỡ, thì thủ môn quốc dân một lần nữa biếu bàn thắng cho đối thủ khi kiến tạo cho Tô Văn Vũ đưa bóng vào lưới nhà ở phút 65. Không quá lời khi nói, thủ thành người Thanh Hóa đã để lại một nỗi thất vọng vô bờ bến với trận chung kết đáng quên mà anh là người góp công lớn giúp BKMS Bình Dương giành chức vô địch quốc gia 2018. Chung kết liên khu vực AFC Cup 2018. Tại bến đỗ Hà Nội FC, Dũng ra sân 5 lần ở mọi đấu trường và kịp để lại dấu ấn bằng pha phản xạ chậm khiến đội nhà thủng lưới trước câu lạc bộ April 25 trong trận lượt đi chung kết Cup AFC 2019. Tiến Dũng gây tranh cãi khi có phản xạ giật mình, không cản được cú sút xa tưởng như không mấy nguy hiểm của đội bóng đến từ Triều Tiên. 5 trận cho một mùa giải, hiếm có cầu thủ nào chỉ chơi từng ấy trận một mùa mà vẫn có phong độ cao. Một tiền đạo mất phong độ và không ghi bàn, không sao cả nếu các đồng đội khác làm thay. Một thủ môn mất phong độ, hệ quả là những sai lầm khiến đội nhà thủng lưới và Bùi Tiến Dũng cũng không ngoại lệ. SEA Games 30. Mặc dù sa sút phong độ ở cấp câu lạc bộ, nhưng thủ thành xứ Thanh vẫn được thầy Park tin tưởng gọi tập trung cho giải đấu lớn nhất khu vực. Nhưng thay vì đáp lại niềm tin của thầy Park và sự kỳ vọng của giới mộ điệu nước nhà, Bùi Tiến Dũng đã không làm tròn trọng trách được giao phó. Đáng ra, đến với kỳ SEA Games 30, Dũng phải có vị thế khác khi từng kinh qua nhiều giải đấu lớn hơn rất nhiều so với người đồng nghiệp Nguyễn Văn Toản. Nhưng rốt cuộc, giải đấu này tiếp tục trở thành một bước lùi hơn nữa của chàng thủ môn trẻ trong sự nghiệp. Dũng Gôn lại mắc sai lầm đáng trách ngay trận đấu thứ 3 gặp U22 Indonesia ở vòng bảng để rồi mất đi hoàn toàn sự tin tưởng từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Mặc dù đội nhà giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 2-1 trước đối thủ, song đối với cá nhân thủ môn Bùi Tiến Dũng, đây lại là một trận đấu đáng quên của anh. Người gác đền gốc Thanh Hóa chính là người mắc lỗi lớn nhất trong bàn thua của U22 Việt Nam ở phút thứ 23. Anh đã không thể bắt dính bóng từ đường tạt không quá nguy hiểm của cầu thủ Indonesia bên phía cánh phải, tạo điều kiện để Ricky Fauzi ập vào, dễ dàng dứt điểm vào gôn trống. Dường như Tiến Dũng đã ngủ quên trên chiến thắng sau kỳ tích trên đất Thường Châu. Chẳng vậy mà thủ môn người Thanh Hóa phải thường xuyên mài đũng quần trên băng ghế dự bị từ đội bóng xứ Thanh cho đến đội bóng thủ đô. Vòng chung kết U23 châu Á 2020. Và rồi sai lầm lại nối tiếp sai lầm. Nếu 2 năm trước, chính giải đấu U23 châu Á đã làm nên tên tuổi của Bùi Tiến Dũng, thì giờ đây, cũng giải đấu này, thủ thành 23 tuổi đã đánh mất mọi thứ. Điều đó thật khó tin khi mà thậm chí anh chơi rất tốt trong 2 trận vòng bảng trước UAE và Jordan. Nhưng ở thời điểm tưởng chừng như người hùng Thường Châu đã sống lại, thì chính Tiến Dũng đã xua đi cái cảm giác ấy. Cú bắt bóng nghiệp dư của thủ môn gốc Thanh Hóa trước đối thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã lấy đi tất cả. Phút 28, U23 Triều Tiên được hưởng quả đá phạt ở khoảng cách gần 40m so với khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Can Kuchon tung cú sút xa hú họa, Dũng gôn bật lên đấm bóng, bóng đi sượt qua tay, đập xà ngang, đập lại vào người Tiến Dũng và đi thẳng vào lưới. Giây phút ấy, chắc hẳn hàng triệu người Việt Nam chết lặng,
không ai có thể ngờ bàn thua đầu tiên của U23 Việt Nam ở giải đấu này lại đến theo cách đắng cay đến thế, mà còn rơi vào đúng thời khắc nhạy cảm đến thế. Pha đấm bóng hụt của Tiến Dũng dẫn đến bàn thua của U23 Việt Nam trước U23 Triều Tiên đã trực tiếp khiến thầy trò ông Park thất bại. Bàn thua ngớ ngẩn này của anh khiến nhiều người nhớ lại pha bóng tương tự trong trận đấu với U22 Indonesia tại SEA Games cách đây vài tháng. Còn nhớ sau sai lầm đó, Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân Facebook, trong đó có câu: "Tôi sai đã có các bạn sửa, xong lần này chẳng ai sửa nổi nữa rồi." Bởi thực tế thì trận đấu lần đó, các đồng đội của Dũng đã chơi một cách xuất sắc giúp U22 Việt Nam thắng ngược trước U22 Indonesia, nhưng đó là SEA Games. Còn khi đến với sân chơi châu lục như U23 châu Á thì không có chỗ cho sai lầm. Đặc biệt, sai và chờ các đồng đội sửa sai lại càng khó hơn khi mà U23 Việt Nam đã bị dồn vào chân tường, thua thảm và bị loại ngay vòng bảng, một cái kết quá cay đắng và khó có thể chấp nhận với nhà đương kim Á quân, mà trong đó Bùi Tiến Dũng là người thấm hơn ai hết. Sai lầm là một phần không thể thiếu trong bóng đá, thế nhưng để sai lầm lặp đi lặp lại tương tự như Bùi Tiến Dũng có lẽ khiến người ta đang nhìn chiến tích Thường Châu đúng nghĩa là câu chuyện cổ tích. Bùi Tiến Dũng không phải thủ môn kém tài, có thể khẳng định như vậy, bởi nếu kém, anh đã chẳng leo lên được vị thế thủ môn quốc dân. Vấn đề ở đây chính là phong độ đang dần đi xuống, kéo theo những sai lầm, và những sai lầm quay trở lại đánh vào tâm lý, vào phong độ của chính Dũng như một vòng tuần hoàn. Thi đấu xuất sắc được tung hô, mắc sai lầm bị chỉ trích là câu chuyện thường tình với một thủ môn. Không riêng Bùi Tiến Dũng mà nhiều thủ môn đẳng cấp thế giới như Buffon, De Gea hay Neuer từng mắc sai lầm tai hại khiến đội nhà phải chịu bàn thua nên phải hứng chịu búa rìu dư luận. Và rõ ràng sự chỉ trích của một bộ phận người hâm mộ bóng đá nước nhà dành cho thủ môn người Thanh Hóa là hoàn toàn dễ hiểu. Khi Tiến Dũng hay, anh được mọi người tung hô, và đến khi Dũng sai sót, anh phải chấp nhận việc trở thành tâm điểm của sự giận dữ. Bị chỉ trích là điều Tiến Dũng không thể tránh khỏi, nhưng có tiếp tục sống trong những chỉ trích ấy hay không, có đứng dậy đi lên hay tiếp tục gục ngã hoàn toàn là sự lựa chọn của anh. Mới 23 tuổi, sự nghiệp của Dũng còn ở phía trước và sẽ thật đáng tiếc nếu anh không thể trở thành một thủ môn tốt, thậm chí xuất sắc chỉ vì những sai lầm ở giai đoạn đầu sự nghiệp như thế này. Tất nhiên, Bùi Tiến Dũng có thể buồn, có thể dằn vặt, có thể bi quan trước muôn vàn chỉ trích đang nhắm thẳng vào mình, nhưng anh có đối diện và vượt qua được tất cả để chứng minh mình hay không? Điều đó nằm ở chính bản lĩnh và tài năng của thủ thành người Thanh Hóa. Còn các bạn fan của Mr. Zero thấy như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của mình bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới nhé. Đừng quên bấm like và share cho video cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị từ Mr. Zero. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.